Bà xong chụp đẹp số nâng chụp niềm nó thiệt thấy mà cần channel biết kênh media bà thấy bằng đánh nhân bằng hai hồn vì bà thì vừa cả update cho mùi nâng bà firmware bỏ phết bố bà ai mua đang chờ thú để đi cái chụp phết bố camera để dưỡng đã nơi trình trang nơi tam tiết tam đầm bọn nào muối bà đã bóng bầu này vừa cả update cho mùi nâng bà firmware với bán chẳng nghỉ sửa bà chứ phết bố bà ai mua đang chờ thú nếu cứ bóng bầu này từ can app rồi bỏ Facebook ai mua lại đi đâm bấy thưa cả control với hai cái đôi chỉ cả thưa cả update mà chắc nhìn sau mà cho mà can bạn ai mua lại thì máu lại chỉ app control rồi bỏ Facebook camera thì bạn chắc đi cứ chia camera tia là nhôm hái nhôm thì họ là nhôm u thì họ đôi chia vào Facebook bạn camera đây nơi bạn nhôm đã biết tha front đòn đấy bạn chắc mà xin nhôm cho thì máu bạn dơ đừng khơi bạn vì ở dơ update bạn lột màu bạn đi cứ chia cái này để dơ người update bà vì lột màu con tay nè khá bà ọt miên lại lột nâng tế cứ bong bóng ai thưa ca chốt nơi cả lại cái đôi con chạm đi bán mà nó bịa xịt thỉnh bà chẳng vừa dần chàng bỏ viết cứ ea bà pi đọc muối xôn mà phải muối bà chẳng lẽ ai bà phèm về thăm mây đã thể lẹ mọc nâng cứ nơi tháng ngày tí đọc khai muối cho năm pi bọn phải pi nế cứ bà ea bà pi đọc muối pi đập bằng bảy bàn anh ấy zone pay mùi bàn chứ nhưng không cái tôi mùi phèm về này bàn chứ mà phone thưa cả đẹp má đầm bay ơi vía đo sài roa cầm hao rư cái bàn hàm sạch tiền nào mỗi đầm bay kế update ở dưới đường bàn chứ update nó cứ mình miền chọp lọc rư có bắt băng ở vậy rư ai cả xa đang được không memory và bằng phone thế cứ update tái phèm về này tệ bàn đầm bay thưa cả vía tình yêu và cam tràn chừng buồn bàn chứ bằng phone cho nó máu bà và to mà tiết bằng phone đừng khơi cái này đi bà về lột mà ấy bạn ở firmware này nhà của hòm túi này bên đây thá bạn ở firmware này cứ ở vào là bỏ update bạn chứ bóng bôn chơi lại này máu bà viên thưa cái check bà ní bà đã xa bà wifi nhom mình slow thì bà ní bà chồng nó thấy cứ pi đọc muối pi đọc bằng bảy bà bị copy pi đọc muối zone phải muối này bà chứ np đại bóng bôn trong update bóng bôn còn chơi bịa thá update thì máu bà hỏi start upgrade បាទពើ upgrade បងប្អូនសូម update ហើយគឺបងប្អូនទុកវាចោលឲ្យវា complete ទៅបាទយើងនឹងបានជាមួយនឹងបាទ firmware ថ្មីគឺ 2.11 2.18 នេះបាទអញ្ចឹងចុច start upgrade នេះមកបាទបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅវានឹងធ្វើការ update បាទចន្លោះ 2 នាទី ឬក៏ 2 នាទី អាស្រ័យលើ internet wifi បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិន internet wifi បងប្អូនលឿនវានឹងបញ្ចប់ còn lươn tam nâng đài bà chẳng xông rung chăm ở ca download để chót bóng phôn bà viên nâng vỡ bù đi mà plate viên nâng bàn cho mùi nâng phèm về thầm ấy cứ bà pi đọc muối pi mà phải vậy bà đã copy chùm non chắc cứ pi đọc muối sâu phải muối này bà chẳng xông rung chăm bà chẳng ca bằng hành bạc nhôm clay miền tài và nâng pi thưa ca bằng hành cho mùi nâng phèm về version update đã bọc hết bùa ai mua riêng chờ thu này bà bao miệng lại nà khó chứ bà សូមខន្តីអភ័យទោស BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបានហើយសូមជួយ Share ចំណេះដឹងនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន